Cái bộ này anh Bình mua về đâu ấy nhỉ? Dạ về Trà Vinh anh. Trà Vinh à? Dạ. Em tưởng về Cà Mau. Anh Bình là trước có đặt hàng bên Mộc một cái một bộ như vậy rồi, bây giờ thì Mộc sẽ hay là anh Bình dẫn em của anh Bình xuống mua Mộc thêm một bộ thôi nhá. Đó. Ghi tên Trà Vinh cho em luôn nha. Ghi chữ Trà Vinh cho em luôn để em biết không lại nhầm qua bộ khách khác á. À, nhiều khi có khách người ta không ký trùng á. Đó, mẫu này là mẫu chèm rừng nghe định tay 12 nha. Đó. Anh ký tên. Nếu Mộc hay nói là Mộc càng bán hàng càng giàu á. Tại mình làm cứ làm đúng cho khách hàng xong rồi người ta mua người ta giới thiệu khách hàng tiếp theo. À, như vậy là mình giàu. À, tay con nghe này. Đấy, anh Bình với cả em của anh Bình là chạy từ Trà Vinh xuống Mộc rồi nha. Em ủng hộ anh Mộc nha. Đó. Đấy, bộ này điều đặc biệt là cái mặt nguyên tấm này dày 2/2 nhé mọi người nhé. Chạm sắc nét luôn. Nhưng gỗ này gỗ tầm trung bình khá, xài được, xài khoảng 30-40 năm thì vô tư.